Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn một thế kỷ, vào năm 1911, tiếng pháo vang rền của cuộc cách mạng Tân Hợi do những người trí thức cấp tiến trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời và khai sinh ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới ở Trung Quốc. Và người nông dân áo vải Tôn Trung Sơn chính là người đầu tiên tiên phong trong cuộc cách mạng đó. Suốt mấy chục năm đấu tranh đầy cam go khốc liệt, ông và gia tộc của mình đã trải qua nhiều thăng trầm cùng với sự biến đổi của thời đại. Ngày hôm nay, lịch sử Trung Quốc xin được dành thời lượng chương trình để nói về nhà cách mạng vĩ đại Tôn Trung Sơn cùng số phận trầm luân của ba đời gia tộc họ Tôn trải dài hàng trăm năm lịch sử Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là cuộc đời Tôn Trung Sơn từ một bần nông đến khi trở thành vĩ nhân. Theo sử sách ghi lại, tổ tiên của Tôn Trung Sơn là danh gia vọng tộc ở Trung Nguyên, cư trú tại Trần Lưu, Hà Nam, ngày nay là thành phố Khai Phong. Viễn tổ của Tôn Trung Sơn là Tôn Trác, tự Huyền Kỳ, từng giữ chức tiết độ sứ Lưỡng Giang triều Đường. Con trai của ông là Tôn Lợi, rất anh dũng, thiện chiến, có công trong việc bình định loạn Hoàng Sào và được phong là Đông Bình Hầu, đóng quân tại huyện Kiền Hóa, châu Tiết Kiền, nay là Ninh Đô, Giang Tây. Sau khi hết thời kỳ làm quan, Tôn Lợi đã về định cư tại Ninh Đô. Tôn Lợi chính là khởi tổ của gia tộc họ Tôn di cư tới vùng Giang Nam. Trong cuốn Bát Thập Thuật Lược của Tôn Khoa có nói đến cháu nội của Tôn Lợi là Tôn Hữu Kính, phải di cư xuống Phúc Kiến để tránh binh họa. Tôn Hữu Kính được cho là khởi tổ của gia tộc họ Tôn di cư xuống Phúc Kiến. Sau này, gia tộc họ Tôn đã định cư tại Phúc Kiến 4 đời. Đến năm Vĩnh Lạc, Triều Minh, con cháu đời thứ 7 của Tôn Lợi là Tôn Hữu Tùng lại di cư từ Phúc Kiến tới huyện Tử Kim, tỉnh Quảng Đông ngày nay. Tôn Hữu Tùng được cho là khởi tổ của gia tộc họ Tôn di cư từ Phúc Kiến về Quảng Châu. Kể từ Tôn Hữu Tùng trở đi, trải qua 11 thế kỷ, đến thế hệ thứ 18 của Tôn Lợi là Tôn Đình Tiêu, một nghĩa sĩ chống nhà Thanh do khởi binh không thành. Cuối cùng, những người trong gia tộc họ Tôn đã phải nhiều lần ly tán khắp nơi. Con trai thứ của Tôn Đình Tiêu là Tôn Liên Xương đã phải di cư về huyện Hương Sơn, lấy nghề cày cấy và trải lưới làm kế sinh nhai. Tôn Liên Xương là khởi tổ của gia tộc Tôn Trung Sơn định cư. Những người thuộc các thế hệ trước của Tôn Kính Hiền đều làm nghề canh tác trồng trọt, gia cảnh bần hàn, thuộc tầng lớp gia đình bần nông điển hình ở Trung Quốc. Đến thế hệ cha Tôn Trung Sơn là Tôn Đạt Thành, cuộc sống càng trở nên khó khăn, gian khổ. Tôn Đạt Thành vừa làm nông nghiệp, vừa làm canh phu, cuộc sống của gia đình rất kham khổ, thức ăn chính của cả gia đình chỉ là khoai tây. Sinh năm 1866 tại thôn Thúy Hanh, cách thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông khoảng 25 km, Tôn Trung Sơn tên thật là Tôn Văn, là con thứ 5 trong một gia đình có 6 anh chị em. Anh trai thứ 2 và chị gái thứ 3 mất từ nhỏ. Anh cả là Tôn My, chị gái thứ tư là Tôn Diệu Xuyến, em gái út là Tôn Thu Khởi. Ngay từ khi 6 tuổi, Tôn Trung Sơn đã theo chị là Tôn Diệu Xuyến lên núi lấy củi, kiếm rau cho lợn. Khi lớn hơn một chút, Tôn Trung Sơn có thể làm được tất cả các việc nghề nông. Ngoài ra, hàng năm, Tôn Trung Sơn còn phải đi chăn trâu thuê nhiều tháng để đổi công trâu về cày ruộng cho gia đình. Sử sách ghi chép rằng, Tôn Trung Sơn thời thơ ấu có tính khí rất cuột cường và tinh nghịch, thường trèo lên cây me để lấy tổ chim. Cậu bé thường dùng đá ném chính xác những con chim nhỏ. Chính vì vậy, người trong thôn đặt cho cậu biệt danh là đứa trẻ đá. Khi Tôn Trung Sơn ra đời, miền Nam Trung Quốc vừa trải qua phong trào Thái Bình Thiên Quốc gây chấn động và có tiếng vang lớn. Sự tích của quân Thái Bình đã được lưu truyền khắp khu vực Lưỡng Quảng, đồng thời cũng trở thành chủ đề nóng của dân chúng địa phương. Tôn Trung Sơn rất thích nghe những câu chuyện về phong trào này và ông vô cùng ngưỡng mộ Hồng Tú Toàn. Tôn Trung Sơn thường tập hợp những đứa trẻ trong thôn cùng nhau chơi trò thiên binh bắt chó nhà Thanh. Những đứa trẻ cùng nhau cầm gậy tạo thành một đoàn quân và phong Tôn Trung Sơn làm lãnh tụ và làm Hồng Tú Toàn thứ hai trong trò chơi. Năm 1878, khi Tôn Trung Sơn 12 tuổi, được sự ủng hộ và trợ giúp của người anh cả Tôn My đang làm ăn tại Mỹ, ông đã tới Mỹ du học trong thời gian 5 năm. Sau khi được tiếp thu nền giáo dục phương Tây, ông không chỉ có những tiến bộ trong con đường học tập mà còn được mở rộng tầm mắt ra thế giới bên ngoài. Những năm tháng xa nhà làm cách mạng.
năm 1883, sau khi từ Mỹ về nước, Tôn Trung Sơn đã đăng ký theo học tại trường Y Bắc Tế, Quảng Châu và sau đó thi đỗ vào trường Y Hương Cảng, Hồng Kông, tiền thân của Đại học Hương Cảng. Ông mang hoài bão lớn là làm việc chữa bệnh cứu người. Ngoài chuyên ngành y khoa, Tôn Trung Sơn còn hiểu biết rộng về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nông nghiệp và kiến thức địa lý thiên văn của các nước Âu Mỹ, được bạn bè đánh giá là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Tuy nhiên, cùng với việc nhìn nhận thế giới bằng nhãn quan rộng lớn, Tôn Trung Sơn ngày càng tỏ ra bất mãn với hiện thực xã hội phong kiến trong nước. Cha mẹ có ý muốn sớm tìm cho Tôn Trung Sơn một người vợ để ông quên đi lòng trắc ẩn trước hiện thực xã hội và người được chọn là Lư Mộ Trinh, lớn hơn Tôn Trung Sơn 1 tuổi. Mặc dù không phải là người có sắc đẹp hơn người, thế nhưng Lư Mộ Trinh là một cô gái rất đảm đang và nhanh nhẹn, thông minh. Tôn Trung Sơn đã không dám trái lệnh cha mẹ và anh trai. Năm 1885, Tôn Trung Sơn trở về quê thành hôn. Năm 1891, Lư Mộ Trinh sinh hạ con trai cả là Tôn Khoa. Cùng năm đó, khi đang học ở Hương Cảng, trong một hoạt động do nhà trường tổ chức, Tôn Trung Sơn đã quen biết Trần Túy Vân, 18 tuổi. Trần Túy Vân sinh năm 1873 tại Đồn Môn, Tân Giới, Hương Cảng, xinh đẹp, tính tình thẳng thắn và đảm đang, chịu khó. Mặc dù không có học hành, song Trần Túy Vân là một cô gái rất nhanh trí và quả cảm. Hai người lần đầu gặp mặt đã nói chuyện rất thẳng thắn, tâm đầu ý hợp và cả hai cùng có nguyện vọng làm theo Hồng Tú Toàn, lật đổ nhà Mãn Thanh. Tôn Trung Sơn là một thanh niên trẻ, kiến thức học vấn sâu rộng, khí phách đã làm say lòng Trần Túy Vân. Năm 1895, sau khi khởi nghĩa Quảng Châu thất bại, Tôn Trung Sơn bị triều đình nhà Thanh liệt vào danh sách tội phạm truy nã hàng đầu. Mọi người trong gia đình cũng bị liên lụy. Lư Mộ Trinh đã mang con tới nhà Tôn Mi, anh trai cả của Tôn Trung Sơn ở Mỹ và nhiều lần gửi tiền giúp Tôn Trung Sơn làm cách mạng. Năm 1907, công việc kinh doanh của Tôn Mi bị phá sản. Lưu Mộ Trinh cùng hai con không còn cách nào khác phải quay trở về Cửu Long, Hương Cảng và mở một nông trường nhỏ làm kế sinh nhai. Cuộc sống rất kham khổ. Ngày 10 tháng 10 năm 1911, cuộc cách mạng Tân Hợi nổ ra. Phong trào này nhanh chóng bùng nổ ở nhiều tỉnh khác. Sau đó 2 tháng, Tôn Trung Sơn về nước, được Đại hội đại biểu các tỉnh họp ở Nam Kinh đề cử làm Tổng thống lâm thời. Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tôn Trung Sơn tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống lâm thời Trung Hoa Dân Quốc tại Nam Kinh, được rất nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Mặc dù ở địa vị cao, Tôn Trung Sơn vẫn giữ được tác phong sinh hoạt giản dị. Phạm Phương Chấn, nhà nghiên cứu Lăng Trung Sơn cho biết, khi Lưu Mộ Trinh đem Tôn Khoa và hai con gái là Tôn Diễm và Tôn Uyển tới phủ Tổng thống Nam Kinh, do thiếu phòng ở nên Tôn Khoa đã phải ngủ ở phòng cần vụ ở phía đông. Lưu Mộ Trinh tự sắp xếp thu dọn phòng, nấu nướng, giặt giũ, cuộc sống một gia đình 5 người rất đơn giản. Tuy nhiên, chính vào lúc Tôn Trung Sơn đạt tới đỉnh cao của sự thành đạt thì Trần Túy Vân lại ra đi. Mọi người đã đưa ra rất nhiều suy đoán về nguyên nhân ra đi của Trần Túy Vân. Tuy nhiên, năm 1942, Trần Túy Vân đã giải thích rằng: "Tôi theo Tôn Trung Sơn chống lại nhà Thanh và xây dựng Trung Hoa Dân Quốc, chí nguyện cứu nước, cứu dân đã thành. Tôi tự biết mình xuất thân bần hàn, kiến thức có hạn, tự nguyện ra đi, không phải là Tôn Trung Sơn từ bỏ tôi. Tôn Trung Sơn đối đãi với tôi rất tốt và cũng không phụ lòng tôi." 3 tháng sau khi nhậm chức Tổng thống, Tôn Trung Sơn đã thực hiện lời hứa nhường chức này cho Viên Thế Khải với điều kiện ông này phải bắt vua nhà Thanh thoái vị để thành lập chế độ Cộng Hòa. Tuy nhiên, năm 1913, Tống Giáo Nhân, một nhân vật quan trọng của Quốc Dân Đảng, đồng thời là người sắp đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Nội các, bị ám sát. Viên Thế Khải bị nghi là thủ phạm đứng đằng sau vụ này. Sự kiện này khiến Tôn Trung Sơn rất phẫn nộ và ông đã đứng lên kêu gọi các tỉnh thành miền Nam khởi binh chống lại Viên Thế Khải. Sự kiện được gọi là cuộc cách mạng lần thứ hai. Tuy nhiên, do thực lực mỏng, yếu, cuộc cách mạng lần thứ hai nhanh chóng thất bại. Một loạt các đảng viên cách mạng gồm Tôn Trung Sơn, Hoàng Hưng đã phải lưu vong ở Nhật Bản. Trong số đó bao gồm cả gia đình thương gia giàu có Tống Diệu Như có mối quan hệ mật thiết với Tôn Trung Sơn và Đảng Cách mạng. Cuộc đời Tôn Trung Sơn những tháng ngày tiếp theo luôn gắn bó cả cuộc đời với Tống Khánh Linh. Sau khi thất bại trong cuộc cách mạng thứ hai chống lại tên phản bội Viên Thế Khải,
Tôn Trung Sơn và nhiều đồng chí của mình đã phải sống lưu vong tại Nhật Bản. Người bạn thân thiết của Tôn Trung Sơn là Tống Diệu Như, một thương gia giàu có nhưng rất tình cảm với Đảng Cách mạng, đã hỗ trợ ông rất nhiều trong thời gian ông hoạt động tại Nhật Bản. Lúc đó, người con gái lớn của Tống Diệu Như là Tống Ái Linh làm thư ký tiếng Anh cho Tôn Trung Sơn. Người con gái thứ hai là Tống Khánh Linh vẫn đang lưu học tại Mỹ. Theo chuyên gia nghiên cứu Phạm Phương Trấn, Tôn Trung Sơn và Tống Diệu Như là những người bạn cơ đốc giáo, có mối quan hệ rất tốt đẹp. Khi còn nhỏ, Tống Khánh Linh nhiều lần gặp mặt Tôn Trung Sơn và rất sùng bái Tôn Trung Sơn. Cô mang hy vọng cháy bỏng được theo Tôn Trung Sơn tham gia cách mạng. Tháng 9 năm 1914, Tống Ái Linh kết hôn với Tôn Tường Hy, vì thế đã không thể đảm nhận vai trò thư ký tiếng Anh cho Tôn Trung Sơn. Lúc đó, Tống Khánh Linh liền chủ động đề xuất đảm nhận công việc này. Kể từ đây đã nảy sinh tình yêu bền chặt keo sơn giữa hai người đồng chí cùng chung chí hướng. Năm 1915, Tôn Trung Sơn kết hôn với Tống Khánh Linh, khi đó ông 49 tuổi, hơn người vợ mới cưới 27 tuổi. Thậm chí, người con cả của Tôn Trung Sơn là Tôn Khoa cũng lớn hơn Tống Khánh Linh 2 tuổi. Sự khác biệt lớn về tuổi tác không được chấp nhận theo quan niệm lúc đó. Hơn nữa, Tôn Trung Sơn còn có vợ con ở quê nhà. Gia đình họ Tống đã kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí đã giam lỏng Tống Khánh Linh trong nhà. Tuy nhiên, Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh vẫn không lay động và quyết tâm với tình yêu của mình. Đến tháng 9 năm 1915, trước sự phản đối của nhiều người, Tôn Trung Sơn đã yêu cầu ly hôn với Lưu Mộ Trinh. Lưu Mộ Trinh khẳng khái bày tỏ, Tôn Tiên Sinh đã bôn ba hải ngoại làm cách mạng, ngang dọc khắp nơi, tinh thần và thể xác đều đã rất mệt mỏi. Hiện nay, có người chăm sóc, lo liệu cuộc sống cho ông, tôi can tâm tình nguyện ly hôn với ông. Câu nói này của Lưu Mộ Trinh đã xua đi rất nhiều tin đồn hoài nghi về Tôn Trung Sơn. Sau khi kết hôn, Tống Khánh Linh luôn bên cạnh Tôn Trung Sơn và dốc toàn tâm, toàn lực ủng hộ Tôn Trung Sơn về công việc, cuộc sống và tinh thần. Năm 1916, Viên Thế Khải xưng đế bất thành. Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh từ Nhật Bản trở về Thượng Hải, tiếp tục lãnh đạo cách mạng. Một năm sau đó, Tôn Trung Sơn xuống Quảng Châu đảm nhận chức đại nguyên soái và triển khai phong trào hộ Pháp. Tuy nhiên, đã bị tập đoàn quân Việt và giới chính khách phản bội. Vì thế, Tôn Trung Sơn phẫn nộ từ chức trở về Thượng Hải. Năm 1921, Tôn Trung Sơn lại một lần nữa tới Quảng Châu đảm nhận chức Đại Tổng thống và triển khai phong trào hộ Pháp lần thứ hai. Tuy nhiên, do có chính kiến khác biệt với lãnh tụ quân chính Quảng Châu lúc đó là Trần Quý Minh, vì thế Trần Quý Minh đã khởi binh và gây ra sự kiện pháo kích vào phủ Tổng thống. Trước khi bị pháo kích, Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh đã nhận được mật báo. Hai người kiên quyết nhường nhau đi trước, tự mình ở lại để đối phó. Khi hai người vẫn chưa quyết định được ai nên đi trước, Tống Khánh Linh đã nói một câu khiến Tôn Trung Sơn không thể không đi trước. Trung Quốc có thể không có em, tuy nhiên không thể không có anh. Sau khi Tôn Trung Sơn tháo chạy an toàn, cuộc pháo kích bắt đầu. Tống Khánh Linh thập tử nhất sinh, cuối cùng đã thoát khỏi trận pháo kích. Tuy nhiên, Tống Khánh Linh đang mang thai do quá căng thẳng và mệt mỏi đã bị sẩy thai. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tống Khánh Linh mang thai. Từ đó trở đi, lòng bao dung và tinh thần đại nghĩa của Tống Khánh Linh đã làm thay đổi quan điểm của rất nhiều người trong Quốc dân đảng, vốn trước kia từng phản đối cuộc hôn nhân của bà với Tôn Trung Sơn. Kể từ đó, sự uy nghiêm của bà đã được nâng cao rất nhiều. Sau sự kiện khởi binh của Trần Quý Minh, Tôn Trung Sơn bắt đầu xem xét khả năng hợp tác với Đảng Cộng sản. Tháng 1 năm 1923, Tôn Trung Sơn và đại diện toàn quyền chính phủ Liên Xô gặp nhau tại Thượng Hải, chính thức thảo luận về sự hợp tác với Đảng Cộng sản. Tháng 1 năm 1924, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc dân đảng Trung Quốc, Tôn Trung Sơn đã tuyên bố thực hiện 3 chính sách lớn: Liên Nga, Liên Cộng và giúp đỡ nông dân, tiếp nhận sự trợ giúp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Liên Xô, cải tổ Quốc dân đảng. Tháng 1 năm 1925, Tôn Trung Sơn được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư gan. Trong thời gian này, Tống Khánh Linh luôn túc trực bên cạnh Tôn Trung Sơn. Mặc dù thần trí không còn minh mẫn, tuy nhiên Tôn Trung Sơn vẫn nói với Tống Khánh Linh, em không được đau khổ, tất cả những gì của anh, tức là của em. Tống Khánh Linh khóc và trả lời rằng,
em chỉ yêu một mình anh, ngoài ra không yêu bất cứ thứ gì khác. Ngày 12 tháng 3 năm 1925, Tôn Trung Sơn qua đời ở tuổi 59. Tống Khánh Linh tuân theo ý nguyện của Tôn Trung Sơn đã mai táng ông tại Trung Sơn, núi Chuông, Nam Kinh, lăng mộ được gọi là Lăng Trung Sơn. Tháng 11 năm 1956, để tưởng nhớ Tôn Trung Sơn, chính phủ Trung Quốc đã cho xây dựng nhà tưởng niệm di tích lịch sử Tôn Trung Sơn tại thôn Thúy Hanh và nhà triển lãm dân cư thôn Thúy Hanh. Đến cuối những năm 1980, để bảo tồn và thể hiện phong cảnh diện mạo của thôn Thúy Hanh, chính quyền địa phương đã trưng dụng một số ngôi nhà cổ và mở rộng quy mô nhà tưởng niệm. Đến nay, thôn Thúy Hanh không còn hậu duệ mang họ Tôn chính gốc. Tôn Trung Sơn suốt đời bôn ba lận đận, hậu duệ của ông cũng phiêu bạt khắp nơi trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cho dù họ ở thế nào trên trái đất thì đều có khả năng kế thừa huyết mạch và tinh thần tổ tiên của gia tộc họ Tôn, làm người lương thiện, thật thà, cần cù chịu khó trong công việc, tạo ra những kỳ tích trong cuộc sống mang nhiều sắc thái khác nhau. Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, người con trai của ông là Tôn Khoa không còn được Quốc dân đảng trọng dụng. Tôn Khoa có ý muốn tới Mỹ, song đương cục Đài Loan đã lấy nhiều lý do không cấp hộ chiếu cho Tôn Khoa. Vì thế, Tôn Khoa không còn cách nào khác phải ở lại Hương Cảng. Đến mùa thu năm 1950, Tôn Khoa mới được phép đưa phu nhân Trần Thục Anh qua Ấn Độ, Hy Lạp và tới Pháp định cư. Cuộc sống phiêu dạt của gia đình Tôn Khoa kéo dài suốt tới năm 1965 cho tới khi trở về Đài Loan, Trung Quốc. Hai người con của Tôn Khoa là Tôn Trị Bình và Tôn Trị Cường đều được sinh ra ở Mỹ khi Tôn Khoa lưu học tại Đại học Chicago. Cũng giống như người cha của mình, hai anh em đã được tiếp thu và hun đúc bằng nền văn hóa Đông Tây, học thức đều rất rộng. Tôn Trị Bình và Tôn Trị Cường cũng có thời gian theo học tại trường bồi dưỡng hải ngoại ở Bắc Kinh, là nơi lựa chọn con của những người làm cách mạng cho bồi dưỡng học tập tại trường sau đó cho đi học ở nước ngoài. Lúc mới nhập trường, anh em Tôn Trị Bình và Tôn Trị Cường đều không hiểu tiếng phổ thông, vì thế gặp rất nhiều khó khăn trong học tập. Tuy nhiên, nhờ thông minh và cần cù, hai anh em đã nhanh chóng khắc phục được trở ngại về ngôn ngữ và thích ứng với môi trường học tập. Trước kháng chiến, Tôn Trị Bình học tập tại Đại học St. John Thượng Hải, trong khi đó Tôn Trị Cường học tại Đại học Kim Lăng, Nam Kinh. Sau đó, hai anh em cùng tới Mỹ du học và đều đạt được bằng thạc sĩ kinh tế chính trị học, Đại học Chicago, Mỹ. Sau khi Quốc dân đảng chạy khỏi đại lục tới Đài Loan, hai anh em Tôn Trị Bình và Tôn Trị Cường đã định cư tại Mỹ. Đến cuối đời, hai anh em Tôn Trị Bình và Tôn Trị Cường ở vào hoàn cảnh rất khó khăn, đi đâu cũng bị giới báo chí đeo bám. Đến cuối những năm 1990, một bài báo đăng trên tờ Tự Lập buổi tối đã tiết lộ tin tức liên quan đến Tôn Trị Cường. Tôn Trị Cường vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã viết thư xin Lý Đăng Huy thay đổi sự đãi ngộ. Báo Tân Hoa Macau của Macau, Trung Quốc đưa tin, Tôn Trị Bình nhận thấy tiền đồ chính trị không có hy vọng, đã chuyển sang công việc kinh doanh và đã sở hữu nhiều cổ phiếu có giá trị lớn, cuộc sống tương đối sung túc. Năm 1980, Tôn Trị Bình đã chuyển về định cư tại Hương Cảng. Con cái của Tôn Trị Bình và Tôn Trị Cường đều định cư tại hải ngoại. Cuối cùng, gia tộc họ Tôn chỉ có một mình Tôn Trị Cường sống tại Đài Loan, Trung Quốc. Do hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, để tiện cho việc chữa trị bệnh tật, Tôn Trị Cường đã từng có một thời gian dài thuê nhà ở gần Bệnh viện Đa khoa Vinh Dân, Đài Bắc. Trong suốt cuộc đời, Tôn Trị Cường đã hai lần trở về đại lục vào các năm 1992 và 1993. Tôn Trị Cường không những trở về quê hương thôn Thúy Hanh để thăm viếng nơi ở cũ của ông nội, mà còn đi du lịch Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán và Quảng Châu. Mùa hè năm 2001, lúc đó sức khỏe đã yếu nhiều, nhưng Tôn Trị Cường vẫn đi Mỹ tham gia buổi lễ tốt nghiệp cử nhân của con trai Tôn Quốc Thăng. Tuy nhiên, điều không mong đợi đã xảy ra. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2001, Tôn Trị Cường lâm bệnh và đột ngột qua đời, thọ 86 tuổi. Hậu duệ của Tôn Trung Sơn ngoài chi của con trai Tôn Khoa còn có chi của con gái Tôn Uyển. Năm 1914, tại Mỹ, Tôn Uyển đã kết hôn với Vương Bắc Thu, một nhân sĩ của Đồng Minh Hội, và sinh được một cô con gái là Vương Nhương Huệ và một con trai là Vương Hoàng Chi. Sau này,
Tôn Uyển chia tay với Vương Bắc Thu. Năm 1921 tại Macau, Tôn Uyển lại kết hôn với Đới Ân Trại, người Quảng Đông và sinh được một con gái tên Đới Thành Công và một con trai tên Đới Vĩnh Phong. Do thương cảm với sự bất hạnh trong hôn nhân của con gái, Tôn Trung Sơn rất yêu thương những đứa cháu ngoại của mình. Tên Thành Công và Vĩnh Phong đều do Tôn Trung Sơn đặt cho. Thành Công có ý nghĩa là sự thành công của cuộc cách mạng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo, đồng thời cũng có ý nghĩa là hy vọng cháu ngoại của mình có thể mưu thành sự nghiệp. Vĩnh Phong là để tưởng nhớ đến Vu Vĩnh Phong đã chỉ huy tàu thuyền chống lại đội quân phản loạn khi Tôn Trung Sơn gặp nạn tại Quảng Châu. Gia tộc họ Tôn đã trải qua lịch sử trăm năm đầy bể dâu, đến nay vẫn duy trì và phát triển mạnh mẽ. Mặc dù vẫn còn một số người gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống, thế nhưng có một điều bất biến đó là họ luôn kính trọng và hoài niệm về Tôn Trung Sơn và vô cùng trân trọng tình cảm máu thịt này. Đồng thời, dường như mỗi người trong gia tộc họ Tôn đều không khoa trương trước ánh hào quang của tổ tiên và luôn ghi nhớ, tâm niệm một điều là một người dân bình thường, giản đơn và bình dị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Rất nhiều những nhân vật vĩ đại cùng những câu chuyện lịch sử thăng trầm của đất nước được mệnh danh con rồng châu Á sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả trong những số tiếp theo của Lịch sử Trung Quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!